Hôm nay chúng ta sẽ cùng xem củ sen nóng lạnh đồng mạ chrome Euroline mã hiệu EN9001. Đây là đóng gói của bộ sản phẩm. Trong mỗi bộ sản phẩm đều có một phiếu bảo hành chính hãng của Euroline. Kèm theo bộ sản phẩm sẽ là một tay sen vuông bằng nhựa ABS mạ chrome với một chiếc lăng chảy. Chúng ta thấy cái nước mạ của tay rất là đẹp, sáng bóng, áp lực nước phun rất là tốt bởi vì các mặt phun nhỏ. Kèm theo sẽ là một bát gác gật gù, chúng ta thấy có thể di chuyển ở đây. Ốc vít được nằm phía bên trong này, khi lắp đặt chúng ta lấy một con vít lại này ra, bên trong nó sẽ là phần ốc vít. Ở đây là bộ dây sen vỏ inox mạ chrome, ruột được bọc bố dù của Euroline rất là bền bỉ. Lớp bố dù này có tác dụng chịu áp cao, khi nước mạnh ống không phình ra và cọ vào dây gây đứt hoặc rò rỉ. Đầu bát bằng đồng kèm theo gioăng cao su đã được định vị sẵn. Ở đây là sản phẩm củ sen. Củ sen của Euroline được đóng gói trong một túi cô tông, túi vải cô tông bảo vệ cho sản phẩm tránh bị chảy xước. Ở đây chúng ta cùng xem sản phẩm. Sản phẩm củ sen nóng lạnh đồng mạ chrome của Euroline được thiết kế vuông, rất mạnh mẽ, tay cầm nhẹ nhàng. Trên tay cầm được in một logo của Euroline cùng ký hiệu bên nóng và bên lạnh. Trên thân của sản phẩm được dán một tem điện tử thông minh. Chúng ta có thể dùng các app quét mã QR code để kiểm tra xuất xứ nguồn gốc của sản phẩm. Đầu vòi được thiết kế tạo bọt chống văng bắn, tiết kiệm nước. Đây là đầu ra kết nối với dây sen. Phía sau sản phẩm được in laser các thông số tiêu chí sản xuất của Euroline. Ốc gông bằng inox 304 cứng cáp giúp sản phẩm không bị gãy khi lắp đặt. Sản phẩm rất đẹp, sáng bóng và tinh tế. Khác với các sản phẩm khác trên thị trường, sản phẩm của Euroline được làm từ hợp kim đồng 61% đạt tiêu chuẩn vật liệu của châu Âu. Các sản phẩm rẻ tiền được bán tràn lan trên thị trường thường được làm bằng Atimon. Atimon thì được gia cố thêm chì để tăng sức bền cơ học, do đó khi sử dụng nguồn nước có thể bị nhiễm chì, gây các bệnh về da hoặc thậm chí là bị ung thư. Sản phẩm của Euroline luôn luôn sản xuất theo tiêu chí bảo vệ sức khỏe của người sử dụng, phù hợp giá thành và giá trị của sản phẩm. Đây là nút chuyển chế độ kéo lên kéo xuống rất là nhẹ nhàng. Một sản phẩm rất đẹp và tinh tế. Kèm theo sản phẩm là bộ chân quỳ và bát tre. Bát tre được làm từ inox mạ chrome. Chân quỳ được làm bằng đúc bằng inox 304 được CNC rèn rất là sắc nét. Kèm theo đó là gioăng cao su 2 tầng. Chúng ta thấy gioăng cao su 2 tầng khi lắp đặt rất là thuận tiện và dễ dàng tránh rò rỉ. Quý khách lên tìm hiểu và đưa ra lựa chọn sáng suốt để chọn sản phẩm phù hợp. Euroline cam kết mang đến cho quý khách những sản phẩm chất lượng nhất, tốt nhất và phù hợp giá thành nhất. Cảm ơn quý khách đã xem clip.